Theo dự báo của cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, bão nhiệt đới Helene có thể gây ra lở đất và lũ lụt ở Cuba trước khi đạt cường độ bão lớn trong ngày 26 tháng 9 khi đổ bộ vào bang Florida, Mỹ, với mực nước biển dâng cao đe dọa tới tính mạng người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng. Bão nhiệt đới Helene được dự đoán sẽ mạnh lên nhanh chóng trên vùng biển ấm của vịnh Mexico để trở thành một cơn bão lớn với sức gió lên tới 185 km/h. Chính quyền Mỹ và bang Florida cảnh báo nguy cơ có gió mạnh gây thiệt hại và nước biển dâng cao tràn vào đất liền, dẫn tới ngập lụt ở các khu vực ven biển trũng thấp từ ngày 25 tháng 9. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở hầu hết các quận bang này. Người dân ở một số khu vực cũng đã nhận được lệnh sơ tán bắt buộc vào ngày 24 tháng 9 trước khi lũ lụt xảy ra ở khu vực ven biển. Theo người phát ngôn Nhà Trắng Jeremy Edwards, Tổng thống Joe Biden đã nắm được thông tin về cơn bão và đã liên lạc với chính quyền các địa phương chỉ đạo công tác ứng phó. Các nguồn lực và nhân sự của liên bang đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bao gồm máy phát điện, thực phẩm và nước, cùng với các đội tìm kiếm cứu nạn và phục hồi lưới điện. Trong khi đó, những trận mưa lớn cũng đã bắt đầu trút xuống miền Tây Cuba vào sáng 24 tháng 9, khiến các nhà chức trách phải đóng cửa trường học và cảng biển, yêu cầu ngư dân nhanh chóng quay vào bờ. Nhiều người nông dân đã tranh thủ bảo vệ hàng nghìn tấn thuốc lá, nguyên liệu thô được ưa chuộng để làm xì gà Cuba hảo hạng trước khi gió mạnh dự kiến ập đến. Cảnh báo về bão nhiệt đới có hiệu lực trên khắp 1/3 khu vực phía tây của Cuba, trong khi thủ đô La Habana dự kiến sẽ có mưa lớn và gió nhẹ hơn. Các chuyên gia về khí hậu nhận định, những cơn bão hàng năm ở vùng Caribe và vịnh Mexico diễn ra ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng hơn do ảnh hưởng từ tình trạng nóng lên toàn cầu. NHC và Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ thường khuyên cư dân trên đường đi của một cơn bão nên lập kế hoạch cho một cấp độ cao hơn dự báo, và hiện tại Helene được dự báo là bão cấp độ 3 khi đổ bộ, với sức gió 185 km/h. Một số mô hình khác thậm chí còn dự báo bão Helene đổ bộ với cường độ bão cấp 4 hoặc cấp 5. CNN đưa tin, hàng nghìn người buộc phải sơ tán ở Florida khi Helene dự kiến trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Mỹ trong hơn một năm. Cảnh báo lũ lụt đã được ban hành cho hơn 20 triệu người từ Florida đến phía nam Appalachians, khu vực Big Bend phải đối mặt với đợt chiều cường nghiêm trọng nhất, có thể lên tới 4,5 mét. Helene xuất hiện khi khu vực Big Bend của Florida vẫn đang phục hồi sau một số cơn bão gần đây. Bão Pepdi đổ bộ vào khu vực này đầu tháng 8 với cường độ bão cấp 1 và các nỗ lực phục hồi vẫn đang được tiến hành. Tin mới nhất về bão số 9 Helene của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC lúc 11 giờ sáng ngày 24 tháng 9 giờ ET, tức 22 giờ cùng ngày giờ Việt Nam cho biết, cơn bão mới nhất cách Cozumel, Mexico khoảng 290 km về phía đông đông nam. Tâm bão Helene dự báo di chuyển qua vùng biển Tây Bắc Caribe trong đêm ngày 24 tháng 9, sau đó di chuyển qua phía đông vịnh Mexico vào 25 và 26 tháng 9 với khả năng đến vùng duyên hải vịnh Mexico của Florida vào cuối ngày 26 tháng 9. NHC nêu trong bản tin dự báo mới nhất về bão số 9. Các nhà dự báo thời tiết tại Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cũng nhận định cơn bão mới nhất ở Đại Tây Dương sẽ tăng cấp thêm. Trong đó, Helene dự kiến mạnh lên thành bão cuồng phong ngay trong ngày 25 tháng 9. Sau đó, bão số 9 Helene tiếp tục duy trì đà mạnh lên, có khả năng trở thành bão cuồng phong lớn trong ngày 26 tháng 9. Theo tin bão mới nhất của AP, hai hệ thống thời tiết lớn, trong đó có bão số 9 Helene đang gây mưa lớn, gió mạnh và nhiều hiện tượng thiên tai khác đến bờ Thái Bình Dương, phía nam của Mexico và khu vực ven biển Caribe của Mexico. Sạt lở tạo hố sâu trên đường ở Lâm Đồng. Sáng ngày 25 tháng 9, lãnh đạo huyện Đạ Tẻ, Lâm Đồng cùng các cơ quan chức năng, lực lượng quân đội, công an đã có mặt để kiểm tra tình hình sạt lở nghiêm trọng trên tỉnh lộ 721. Trước đó, do mưa lớn kéo dài xuyên đêm 24 đến rạng sáng ngày 25 tháng 9 đã gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại vị trí cống thoát nước trên đường tỉnh lộ 721 qua đoạn thôn Lộc Hòa, xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻ, Lâm Đồng. Tại điểm sạt lở này tạo thành hố sâu ăn vào nền đường, qua đó làm đứt gãy gần như hoàn toàn mặt đường theo chiều lưu thông từ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước qua huyện Đạ Tẻ, Lâm Đồng. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻ đã tổ chức lực lượng tiến hành phong tỏa hiện trường, cấm ô tô lưu thông qua lại cả hai chiều, đồng thời bố trí lực lượng trực 24 trên 24 giờ tại hai đầu sạt lở để đảm bảo an toàn và triển khai các phương án, biện pháp khắc phục sạt lở. Theo ông Tống Giang Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻ, tình hình sạt lở đang diễn biến hết sức phức tạp và đang tiếp tục có nguy cơ bị sạt lở thêm.
Vì vậy, chính quyền địa phương buộc phải phong tỏa cấm lưu thông để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Trong thời gian phong tỏa, người dân lưu thông trên tỉnh lộ 721 từ Đạ Hoai di chuyển qua huyện Đạ Tẻ đi Cát Tiên, Lâm Đồng, qua huyện Bù Đăng, Bình Phước và ngược lại cần chọn hướng lưu thông khác để đảm bảo an toàn. Hiện, Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻ đang báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng để chỉ đạo hướng khắc phục vụ sạt lở sớm nhất, đảm bảo an toàn nhất để người dân và phương tiện lưu thông qua lại. Khi hoàn tất các công tác khắc phục sạt lở, cơ quan chức năng sẽ thông báo cụ thể để người dân nắm và lưu thông qua lại đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tỉnh lộ 721 là tuyến đường huyết mạch có tổng chiều dài hơn 50 km, nối quốc lộ 20 với 3 huyện Đạ Hoai, Đạ Tẻ và Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, đi huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Người cha mất ba con, rơi nước mắt ngày chia tay bộ đội ở làng nổ. Sau 14 ngày thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả, tìm kiếm nạn nhân vụ lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, chiều ngày 24 tháng 9, gần 400 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2 và Bộ đội Biên phòng đã rút khỏi Làng Nổ. Hàng trăm người dân thôn Làng Nổ và xã Phúc Khánh đã tập trung tại nhà văn hóa thôn để chia tay các cán bộ, chiến sĩ bộ đội trước khi về đơn vị công tác. Hòa trong dòng người tiễn bộ đội rời làng, anh Hoàng Văn Thới, 32 tuổi, bật khóc nghẹn ngào. Thoát chết sau trận lũ quét kinh hoàng, anh Thới lại chịu đựng nỗi đau tột cùng khi mất mẹ già, vợ và ba con nhỏ. Cách đây 2 ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể bé trai Hoàng Đức L là con trai của anh Thới. Thi thể 5 thành viên trong gia đình anh đã được các lực lượng tìm thấy. Giờ phút chia tay các cán bộ, chiến sĩ bộ đội kết thúc nhiệm vụ, những giọt nước mắt của anh Thới đã rơi. Anh Thới cho biết, anh quá xúc động, không biết nói gì hơn. Cảm ơn các chiến sĩ đã vất vả, không quản ngại khó khăn tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong suốt 2 tuần đã qua. Các cán bộ, chiến sĩ đã giúp tôi tìm thấy đủ thi thể các thành viên trong gia đình tôi để tôi lo hậu sự cho mẹ, vợ và ba con tôi. Không chỉ tôi mà toàn thể nhân dân Làng Nổ chân thành cảm ơn, chúc các cán bộ, chiến sĩ mạnh khỏe, công tác tốt, anh Thới nói. Giây phút chia tay, Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chính ủy Sư đoàn 316, Quân khu 2 đã thay mặt các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại thôn Làng Nổ, gửi lời chia buồn sâu sắc đến bà con Làng Nổ và những gia đình có người thân mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng. Mặc dù đã cố gắng hết sức và nỗ lực tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn còn những nạn nhân chưa tìm thấy. Ông Dũng khẳng định, Làng Nổ sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim, tiềm thức và ký ức cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Và ông mong rằng các lực lượng ở địa phương tiếp tục tìm kiếm và cùng với những người dân tái thiết bản làng sau lũ. Ngày chia tay, ngay từ sáng sớm, người dân thôn Làng Nổ đã có mặt tại sân nhà văn hóa thôn. Nhiều người đã chuẩn bị những quà nhỏ thay lời cảm ơn về tinh thần trách nhiệm, sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tìm kiếm trong 2 tuần qua. Với tinh thần quả cảm, không ngại khó khăn, vất vả, lực lượng quân đội đã thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thôn Làng Nổ và giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ quét. Xúc động phát biểu trong ngày chia tay lực lượng quân đội, ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên cho biết, cán bộ, chiến sĩ đã làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, làm đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ giữa thời bình. Ông Bảo khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người dân Làng Nổ tái thiết bản làng, xây dựng cuộc sống mới ổn định, ấm no và tươi đẹp. Điều nuối tiếc nhất với người lính chúng tôi là vẫn còn những thi thể đồng bào chưa được tìm thấy. Trung tá Nguyễn Ngọc Ba, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 98 chia sẻ trong ngày chia tay.